Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì cũng là những ngày gần Tết rồi, quý cô chú không khí Tết cũng đã về rồi. Hôm nay thì con cũng ghé lại vườn của anh Huy, anh có một số cây ha. Anh ra lô bán mai và cũng có một số cây ăn trái để giới thiệu cùng quý cô chú ha cô chú. Rất mong quý chú xem ủng hộ cho anh ha. Mình có thể lại đây trực tiếp xem mai hoặc là xem một số cây ăn trái khủng ha. Thì cũng cảm ơn quý chú đã ủng hộ anh cái clip vừa qua. Rồi em chào anh Huy ha. Chào Khánh, chào Kinh Lục Đỉnh miền Tây. Hôm nay em có về một cái phôi mít tố nữ xưa già cổ rồi chú anh chị. Đây đó anh Huy. Với một phôi nguyệt quế to nghe chú anh chị. Đó. Dạ. Cái mít này là chủ nhà nói là cả trăm năm nghe chú anh chị. Rồi. Dạ. Mít hột xưa đó chú anh chị ơi. Mít xù nu chứ mấy con bú nó cái nè bằng cái bự nó nguy hiểm luôn rồi chú anh chị, xù nu tới đọt luôn rồi chú anh chị, này... cây bonsai bộ đế quái dài luôn chú anh chị, như cái thúng vậy anh ha. Rồi nào như mít mít tố nữ anh hả? Mít tố nữ đang có trái luôn nhiều lắm, mà tại em bẻ trái vỏ bứng, bẻ trái vỏ rồi chú anh chị, đo cái hoành cho cô bác tham khảo rồi chú anh chị, hoành ngay bộ đế là 2m65 này của chú anh chị. Dạ 2m65. Tết anh đi bán mít rồi, một cây mít khủng rất là mít tố nữ xưa khủng bonsai rồi chú anh chị, cây bonsai rất là đẹp rồi chú anh chị. Chiều cao 1m8 của chú anh chị ơi. Dạ cao chỉ 1m8 thôi anh Huy ha. Nhưng mà cái bầu này nó dài cái bộ đế nó quái lắm rồi chú anh chị, nó đế, dài đế từ đây nè. Chiều cái bầu là 3m3 của chú anh chị ơi. Đường kính mà chiều dài 3m3. Đường kính ngang là 1m6 của chú anh chị ơi. Dạ. Đó, rất là quái rồi chú anh chị. Này là nguyên cái bộ đế đây nè, mà tại vì em về em mới về em bó bầu lại là chưa có môi ra chú anh chị. Cây này chắc cũng lâu năm rồi hả anh Huy ha. Cây này cả trăm năm rồi cô chú anh chị ơi. Già dữ lắm, già khủng lắm, khủng rồi đó. Giờ em bứng chưa có cây mít tố nữ nào mà to gì luôn đó chú anh chị, hoành 260 luôn rồi chú anh chị, ở ngoài là hai người ôm mấy người chú anh chị. Những cái cục bú đó nè anh ha. Mấy cục bú nó xù coi nè, cục cục còn tới đọt luôn chú anh chị ơi. Mình có đo cái cục cây bú mít này. Cái cây mít mà tố nữ xưa này nó dễ ra trái rồi chú anh chị. Đo cái cục bên đây nè anh Huy ơi, đo cái đường kính đó thôi, đường kính ngang thôi, đúng rồi. Kính ngang nó là 50 đó cô chú anh chị. Dạ, 50 anh ha. 50 nè nó. 50 đó. Một chưa hết đó, năm mấy luôn á. Ui, một cái cục quá chạy cục bú luôn. Đang trái luôn nè quý cô chú. Đang cho trái luôn. Chơi cây độc lạ ha. Cây siêu phẩm nha chú anh chị. Ai sở hữu cây mít này là quýp luôn cô chú anh chị ơi. Mít tố nữ xưa to cái này là giờ rất là hiếm nha chú anh chị. Lùng lực thế tam đa luôn anh hả? Bonsai cành 1 cành 2 luôn, rất là đẹp luôn. Để con đi qua anh đây này, cây này về mình trồng rồi mình sửa tay chi dài mâm chia tay chi chơi rồi nó có trái rồi, cái bằng là nó thòng đóng đóng dưới đất luôn rồi chú anh chị. Dạ. Em có hình hồi cấp có cái trái của nó đang có trái bứng luôn nghe chú anh chị, có gì em gửi cho chú anh chị coi. Rồi. Giá bao nhiêu đây anh Huy ha? Cây này cây mít tố nữ này giá là 49 triệu bao ship 200 cây của chú anh chị ơi. 49 triệu anh hả? 49 triệu bao ship 200 cây. Cây này là độc lạ luôn của chú anh chị ơi. Hồi nãy cái bầu anh nói là dài bao nhiêu anh Huy? Dài 3m3, đường kính ngang 1m6. Dạ, bầu 3m3, đường kính ngang 1m6 ha chú. Đây những cây mít bằng tay con đưa vô. Xù là lên tới đọt luôn chú chị. Những cái cục xù nu của nó nè. 49 triệu anh ha. Ship cho quý cô chú 200 cây. Cô bác nào ở xa nó thì thương lượng giá ship rồi cũng ship toàn quốc luôn. Cái bầu này đi xe cẩu chú. Xe cẩu mới được cô chú anh chị. Dạ. Xe cẩu mới được. Nặng lắm. Tấn tấn mấy là. Một tấn tấn mấy lắm. Cây liền lại sạch sẽ anh Huy ha. Mình quay ít cây cho nên quay kỹ cho quý cô chú mình xem ha quý chú. Đó. Anh bó bầu gì là về chỉ cắt măng keo ra rồi trồng xong rồi là nữa nó lứ lan là dễ tự ra luôn mà chú khỏi, cô chú khỏi có làm gì nữa nha. Này thì do vận chuyển thôi của chú chạy lên em đường đường xa trong vườn khó ra lắm chú anh chị ơi. Chú có trong vườn ra nó cũng có chạy chỗ chút đỉnh thôi chứ. Xe cẩu không đi được rồi mình phải lồi ra từ từ anh ha. Lồi ra lên xe bàn rồi tó rồi dựng lên rồi kéo ra cả quá trình luôn á. Dạ. Mấy cây này ở ngoài đường lộ dễ gì mà còn. 49 triệu của chú ha. Bao siêu siêu phẩm mít tố nữ nha cô chú chị. Dạ. Rồi tiếp tục luôn anh Huy ha. Tiếp tục là cây số 2 là cây nguyệt quế của chú chị. Nguyệt quế lá sắn bông chùm luôn chú.
rất là lớn không chị, hoành cũng mười mấy hai mươi hết chứ chị. Nguyệt quế khủng anh ha. À, quế khủng. Cái này, này em chỉ cắt trừ hao thôi chú chị, rồi nữa gì mình thích đoạn nào mình cắt lại rồi chú anh chị. Dạ, rồi quế đế chữ A luôn đó của chị ơi. Quế khủng luôn, quế. Đo, mình đo ngay cái cục đó đo, là... đo ngay cái chữ A này. 1m2 này của chú anh chị. Đo từ mặt đầu lên 1-2 tấc đó chú anh chị. 1m2. 1m2 anh ha. Ừ. Rồi. Chiều cao quá. Chiều cao hiện thời bây giờ em đang cắt đó là 1m8 rồi chú anh chị. Về cắt lại cây này, nếu cắt lại thì khoảng chiều cao nó khoảng 1m1-1m2 là vừa chú chị. Mặt bầu nó là 1m thôi chú chị ơi. Cái đế đang nôm 3-4 tấc nha chú anh chị. Né để chữ A luôn chứ, điều bốn mặt luôn. Cắt lùng lực lại là hợp lý rồi. Lùng lực lại cái thân nó sắn khía chứ. Chi tay có đủ nha chú chị. Rồi hồi xưa ông già ông có sửa xương một nước rồi của chú chị. Giờ mình chỉ làm nhẹ cái dàn mâm móng ở ngoài là bắt mâm ra chơi chú chị. Phân sắn lá quắn luôn chú ơi. Giờ mày thì bông nó chùm chùm to ha. Bông chùm. Này mình chơi cái dáng trực thiên nhiên mà dán chữ A anh ha. Trực dán chữ A. Đế thì vậy nè chú. Đế đều bốn mặt luôn chú chị. Đều luôn ha. Để con đi qua đây cho mình xem. Đế đều bốn mặt luôn. Cây không có bị gì hết trơn. Không bị hết. Cây sạch cây. Em bữa nay em chỉ lên clip hai cây thôi chứ anh chị, rồi bữa nào mai mốt gì em có bứng siêu phẩm gì về đó em lên clip tiếp thôi chứ anh chị. Dạ theo dõi anh Huy ha chú, anh có nhiều cây ăn trái khủng đẹp lắm. Chỉ sưu tầm những cây siêu phẩm của chú anh chị, đế khủng rồi cây độc lạ là kia chú anh chị. Chứ cây thường thường này không có. Nó gom gọn lắm chú, mà đế cộng to. Đế này đế gọn vô chậu bonsai rất là đẹp của chú anh chị. Đây, vô chơi cây bonsai luôn mà. Thân trên nè quý chú. Không bị bục lũa gì hết ha. Em cũng mà cảm ơn cô chú đã ủng hộ em những clip vừa qua cho chú anh chị. Số điện thoại của em là 0909421408 nghe chú anh chị. Em là Quy Dường Kiển Quy Hoàng đó chú anh chị. Địa chỉ là phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ chú anh chị. Dạ. Hôm nay là em ra ngoài lô ngoài Ninh Kiều em bán nghe chị, cho nên cây này em đem ra bờ kè Ninh Kiều em bán chứ không có ở lô. Quay cô chị. Mới rồi kìa. Cây này giá sao đây anh? Cây này 36 triệu bao ship 200 cây của chú anh chị. Ba, giá rất là mềm của chú chị. 36 triệu anh ha. Cây quế mình quách thai mà giá có ba mấy triệu là quá mềm của chú chị. Cây bonsai, cây đế chữ A luôn của chú chị. Dích chữ A luôn. Rồi 36 triệu anh Huy ha. Rồi cũng là clip kết thúc luôn hả? Cũng cây này kết cũng là cây cuối clip của em luôn. Cảm ơn cô chú đã ủng hộ em những clip vừa qua chú chị. Clip vừa rồi cũng bán muốn hết nha chú chị. Nhãn rồi vú sữa sơ ghi đều bán hết nha chú chị. Dạ. Rồi cảm ơn cô chú đã ủng hộ em và dạ sẽ xem clip ủng hộ em những clip tiếp theo của chú anh chị. Dạ. Rồi xin chào cô chú anh chị. Nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi anh Huy ha cô chú. Còn mình muốn xem cây trực tiếp thì tới đây anh ha. Bà kè Quảng Nhân Thủ. Bà kè Quảng Thủ của thành phố Cần Thơ. Cô bác nở gần thì cứ việc đến xem cây, em còn nhiều cây độc lạ lắm chú anh chị. Dạ, mai vàng rồi mai vàng, mai tứ quý ghép các loại giống hết, cái mấy giống gì cũng có nha chú anh chị. Dạ. Dạ. Rồi em chào anh Huy ha. Chúc anh Huy nhiều sức khỏe ha. Rồi. Mai vàng. Dạ.